bức ảnh xúc động nhất vòng chung kết World Cup 2022. Nhật Bản đã gây ấn tượng rất lớn ở vòng bảng World Cup 2022. Họ đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha để đi tiếp với ngôi đầu bảng E. Ở vòng 1/8, đại diện của bóng đá châu Á gặp Croatia. Họ đã chơi không tồi, thậm chí có bàn thắng mở tỷ số trước ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đội bóng Sọc Caro đã tìm được bàn gỡ. Một đều cũng là tỷ số sau 90 phút thi đấu, điều đó buộc hai đội phải đá thêm giờ. Trận đấu sau đó phải giải quyết trên chấm luân lưu cần não và Croatia tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 3-1, qua đó tiến vào tứ kết. Đội trưởng Maya Yoshida là thủ lĩnh hàng phòng ngự Nhật Bản. Anh cũng là một trong ba người đã hỏng phạt đền trước Croatia. Vì thế, Yoshida không giấu được thất vọng và buồn bã. Khi gặp các con sau trận, trung vệ đang khoác áo xanh cờ 04 bật khóc. Anh thậm chí quỳ gối và bật khóc bên cạnh các con. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.